Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đập trời hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà góc hai mặt tiền, đá hoàn công, thiết kế một trệt và hai tầng lầu, có vị trí vừa ở kết hợp với mở văn phòng đại diện văn phòng công ty, kinh doanh, buôn bán được quý vị nhé. Nhà có diện tích chiều ngang 4m, chiều dài 15m và được nở hậu là 4,5 m. Nhà đã hoàn công chuẩn chỉnh và có vị trí góc hai mặt tiền. Con đường bên hông này rộng tầm khoảng là 5m và con đường phía trước rộng tầm 6 đến 7m quý vị nhé. Đường thông hai đầu, vị trí trong một khu dân cư. Đây là con đường và những hàng xóm xung quanh đều xây một trệt và hai tầng lầu. Và bên đối diện đây thì có những căn biệt thự sân vườn đây quý vị này. Đường phía trước, đường thông hai đầu quý vị nhé. Và đây là trục đường ngược lại này. Khu vực đây thì đang được xây dựng đây. Xung quanh đây thì có 4-5 căn đã bán hết rồi. Và có một căn nhà hai mặt tiền này mới hoàn thiện được một thời gian. Nhà xây mới 100% quý vị nhé. Và đây là mặt tiền bên hông. Bên hông thì có những cửa sổ và cửa đi bên hông. Vì nhà hai mặt tiền thì phòng ốc nào cũng có cửa sổ và rất là thông thoáng quý vị nhé. Đây là con đường bên hông này. Nhà thổ cư 100%, xây dựng hoàn công đầy đủ và không có bị lộ giới bên hông quý vị nhé. Đây là mặt tiền bên hông quý vị này. Quý vị cùng Hồng Sơn tham quan chi tiết hết căn nhà này. Hồng Sơn sẽ review kỹ chi tiết cho quý vị xem. Và căn nhà đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 3 tỷ 400 triệu đồng. Vẫn còn bớt. Quý vị đang có nhu cầu mua nhà để vừa ở kết hợp kinh doanh buôn bán nhỏ hoặc là mở văn phòng đại diện văn phòng công ty mà có tài chính phù hợp như trên thì xem được video này có nhu cầu đi xem hãy liên hệ với Hồng Sơn qua số điện thoại để biết thêm chi tiết số 0973 114 255. Và căn nhà này có địa chỉ tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vị trí này thì giáp danh với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương quý vị nhé. Nhà này nằm gần với ngã ba cây keo, gần với đường Phạm Văn Diêu quý vị. Và đây là khu vực phòng khách của căn nhà. Phòng khách thì được chủ nhà thiết kế khá là rộng quý vị nhé. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao kết hợp với hệ thống đèn led cũng như là quạt trần ở trên. Và vách hai bên thì được chủ nhà trang trí những khung tranh khá là đẹp. Bên hông đây thì được chủ nhà xây tường 20 và có cửa sổ đi bên hông luôn quý vị này. Một căn nhà góc hai mặt tiền đã hoàn công, thiết kế một trệt hai tầng lầu, có giá 3 tỷ 400 triệu đồng vẫn còn bớt. Và đây là khu vực phòng bếp của căn nhà. Nhà có phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Phía sau đây là khu vực phòng vệ sinh cũng như là phòng ngủ tầng trệt của căn nhà. Đây là phòng vệ sinh tầng trệt quý vị này. Và đây là phòng ngủ tầng trệt quý vị nhé. Quý vị đang có nhu cầu mua nhà tại Biên Hòa, Đồng Nai mà giáp danh với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để quý vị thuận tiện cho vừa ở kết hợp với đi làm mà xem được video này. Nếu thấy phù hợp, có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với Hồng Sơn để đi xem trực tiếp. Cửa thì được chủ nhà làm hai lớp cửa. Phía ngoài đây là một lớp cửa quân đức, kế bên là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Nhà có hướng Tây Nam quý vị nhé. Vị trí căn nhà nằm ngay với ngã ba cây keo gần Ủy ban nhân dân phường Tân Hạnh và giáp bên với ngã tư Bình Trị cũng như là ngã tư Chiêu Lưu gần con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và đây là phòng sinh hoạt chung. Và đây là phòng ngủ ở lầu trên quý vị này. Lầu trên sẽ có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng sinh hoạt chung. Phía sau đây là khu vực phòng vệ sinh này. Nhà này thì có tới 3 chỗ để mình kê máy giặt phơi đồ được quý vị. Mỗi lầu có một chỗ để kê máy giặt phơi đồ quý vị nhé. Và trên có sân thượng trước, sân thượng sau.
Đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà. Phòng ngủ này rất là rộng rãi và thông thoáng, có ban công phía trước đây quý vị. Một căn nhà sổ Hồng Diên đã hoàn công, có tổng diện tích là 64 m², chiều ngang 4, chiều dài 15 và được nở hậu phía sau là 4,5 m quý vị. Sổ Hồng Diên full thổ cư nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà kênh YouTube Nhà Đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem. Đây là phòng ngủ thứ tư quý vị nhé. Kế bên đây là cửa sổ này, phía sau đây là sân thượng cũng như là phòng vệ sinh lầu trên. Khu vực này thì mình kê máy giặt phơi đồ ở đây. Và đây là phòng vệ sinh lầu trên này. Trên đây là khu vực kê bồn nước quý vị nhé. Và đây là căn nhà hai mặt tiền một trệt một lầu, vị trí góc hai mặt tiền đây. Bên đây là khu vực phòng thờ phía trước của căn nhà. Ở đây có phòng thờ rộng rãi quý vị nè. Và đây là sân thượng phía trước này. Sân thượng phía trước rộng rãi quý vị nhé. Nhà pháp lý sổ Hồng Diên chuẩn chỉnh đã hoàn công. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn để xem trực tiếp. Và đây là đối diện này, con đường này. Kế bên là một căn biệt thự sân vườn. Ở đây thì khu dân cư ở kín quý vị nhé. Và đây là đường vào này. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như lưu số điện thoại của Hồng Sơn để đi xem nhà, alo trực tiếp cho Hồng Sơn nhé.